Và những anh chị mà đặt câu giống của mình thì vui lòng nhắn tin giùm cho mình nha mọi người. Mọi người lướt qua cho mình xin một lượt đăng ký kênh nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Những ngày hôm nay là chuẩn bị bão nó vào đó mọi người, cho nên là mình cũng không có tìm câu giống được cho mọi người nha. Mọi người cũng thông cảm nha. Chắc có lẽ là phải qua bão kia mình mới đi tìm lại được nha mọi người. Nhưng mà cũng hy vọng là bão nó quay trở ra ngoài biển đông gì như những thông tin mà mình đọc trên báo chí á. Chứ còn nó vào thì cũng rất là mệt mỏi với nó đó mọi người. Và những anh chị mà đặt câu giống của mình á thì vui lòng nhắn tin giùm cho mình nha mọi người. Chứ còn gọi điện cho mình á thì mình không thể nào mình nhớ được hết. Mình nói thật là rất là nhiều số điện thoại gọi tới á. Cho nên là mình không thể nào mình nhớ hết được. Mình chỉ ra soát lại bên cái tin nhắn bên Zalo và thế là mình sẽ lên đơn và mình sẽ gửi đi thôi. Chứ còn mình cũng không có nghe điện thoại xong là mình lưu. Nhiều khi mình lưu mình cũng không nhớ. Cho nên là anh chị phải thông cảm cho mình nha. Thì phải nhắn tin qua mình rồi mình mới dựa vào đó và mình mới sắp xếp được nha mọi người. Câu tre nó cũng có ngắn có dài. Cái tròn quay luôn thì nó không tròn nha mọi người. Nó có ngắn có dài. Chứ còn tròn thì nó không tròn cái kiểu như là cao ăn trầu ở chợ bán mà nó tròn mà nó to đó là nó không có nha mọi người. Cái này là nó dài nè. Nó dài vừa nè. Đây, mọi người thấy chưa? Đó, nó chỉ có như thế này thôi chứ nó không có tròn quay luôn nha mọi người. Đó, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Đình Nhẫn Vlog. Buổi chiều ngày hôm nay thì mình cũng chuẩn bị để mà đón bão vào đó mọi người. Thì nghe đâu đó thì bão nó vào trực tiếp ở Quảng Nam của quê hương mình luôn nha. Nhưng cũng có một số thông tin mới nhất thì nó chưa tới đất liền thì nó đã quay đầu nè mọi người, ra ngoài biển trở lại đó. Cho nên nếu như được như thế thì cũng rất là vui. Video ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời một số cái câu hỏi mà anh chị đã hỏi mình đó. Thì mọi người hỏi mình liên quan tới cái trái câu giống và cái chọn cây câu giống như thế nào đó mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ lại với cái đó là những cái quan điểm cá nhân của mình và những cái gì mình được học hỏi từ những xưa nay mình tích lại nha mọi người. Thì cũng xưa bài và nay bắt chước thôi, và cũng có một số là cái quan điểm của mình nha, cá nhân của mình. Và đây là một cây câu giống nè mọi người. Mọi người thấy chắc có lẽ là nó không được kỹ, không được rõ cho lắm nha. Thì mình chọn những cây cái buồng mà nó xum xê như thế này mình để. Thì mọi người mới hỏi mình là chọn cái cây mà để giống là nên chọn những cái cây mà nó cái buồng nó nhiều trái hay là chọn những cái buồng như thế nào. Thì mình cũng xin được trả lời luôn nha mọi người, theo cái quan điểm của mình nha. Và đây là những cái trái câu chính mà nó rụng xuống nè mọi người. Thì câu tre ở quê hương của mình thì mình xin được trả lời như thế này. Trái câu tre đó mọi người, đây là những trái câu tre nha. Thì đây là những trái mà được cho là chưa được dài lắm nè mọi người. Nhưng mà cái cũng rất là đẹp nha. Thì đây là những trái mà nó rụng xuống nha mọi người. Thì nó rụng ở dưới gốc đây nè. Mình nhặt lên nè. Thì lâu rồi mình ngày nào mình cũng đi gom lại như thế này. Và vào cái vấn đề chính luôn là mọi người hỏi mình là nên chọn những cái buồng nó xây hay là chọn những cái buồng mà nó bình thường. Thì theo mình á, thì theo mình có những cái vấn đề mà chọn cái buồng nó xây hay là cái buồng mà nó bình thường thì cái vấn đề đó theo mình nha, thì cái đó không quan trọng mọi người. Cái quan trọng là mọi người phải chọn được cái cây nó đạt được cái độ tuổi nhất định rồi hả, chọn cái cây để làm giống. Thì thường thì trên 10 năm tuổi thì mình sẽ để giống là được nha mọi người. Còn cái buồng mà nó xây hay là buồng nó không xây thì cái đó theo mình nghĩ nó cũng không quan trọng. Và trong một buồng như thế này nó sẽ có trái lớn trái nhỏ. Thì tất cả đều là ok nha mọi người. Chứ không phải là trái lớn là nó ngon, còn trái nhỏ là nó không tốt nha mọi người. Cái một cây câu mà nó tốt hay không là do khi mà nó nảy mầm nó lên, mọi người chăm sóc nó có kỹ hay không, rồi nó lớn lên mọi người có chăm bón hay không. Chứ không phải là cái trái nó nhỏ thì cây câu sẽ nhỏ nha mọi người. Cái đó là chia sẻ thật lòng của mình nha. Còn chọn những cái buồng xay á, giờ mình chọn để giống những cái buồng nó thật là xay trái đây nè. Nhưng mà khi mình ươm mà lên cái cây á, mình không chăm sóc, mình bỏ phế nó thì làm sao mà cái cây đó nó xay trái được, đúng không mọi người? Cho nên chọn cái buồng mà nó triểu trái với lại chọn một cái buồng bình thường để giống á, thì theo mình nghĩ nó cũng như nhau thôi. Chủ yếu là phải chọn cái cây nó phải trên 10 năm tuổi nha mọi người.
Thì như thế thì mình đã để giống được rồi, còn cái bùn nó xay hay nó trưa trái thì cái đó không quan trọng đâu mọi người. Mọi người chọn cái bùn câu nó thật là xay, nhưng khi mọi người làm, mọi người trồng cái cây ươm lên trồng mà mọi người không chăm sóc nó ra ít trái thì cái đó là hiển nhiên rồi. Còn mọi người chăm bón kỹ nó thì nó xay trái, thì cái điều đó là không thể bàn cãi đúng không mọi người. Cho nên chọn cái bùn xay hay là cái bùn thưa thì với cái quan điểm cá nhân của mình thì cái điều đó không quan trọng, miễn sao cái cây đó nó trên cái độ tuổi mà mình lấy giống là được nha mọi người. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Và vấn đề thứ hai á, thì giống như lúc đầu video mình có nói đó, thì bây giờ mình sẽ nhắc lại một lần nữa nha. Mọi người hỏi mình là cau tre nó trái dài hay là như thế nào, thì cau tre nó cũng có dài, cũng có dài nhiều, cũng có dài ít. Thì dài ít nó là nó sẽ như thế này. Đây này là dài ít nha mọi người, rớt hoài. Đây nè, đây là những trái cau tre mà nó dài tương đối là ít. Đây cái độ dài của nó đây mọi người, đây như thế này nha. Thì đây đặt cho ở quê của mình á, nó vẫn có cái độ dài nè mọi người thấy chưa. Nhưng mà đây á nha thì là chưa phải là những trái mà dài nhất đâu mọi người. Đó thì nó cũng có những trái như thế này và cũng có những trái dài hơn, chứ không thể nào mà đồng loạt hết nha mọi người. Đó thì đó là vấn đề thứ hai. Và có một số cái anh chị hỏi mình là tại sao mà mình khệt cái cây cau mà nó bị như thế này nè mọi người. Đây đây cũng là một cái vấn đề đây, mọi người nhìn nè. Đây mình cũng có thấy rất là nhiều cái kênh YouTube rồi cũng có những cái thông tin nhiều trang mạng chia sẻ khác nhau về cái tình trạng như thế này nha mọi người. Thì đây không phải là bệnh nha, cây cau mà nó bị nám mà bị hư một phần thân như thế này thì đây không phải là bệnh nha mọi người. Và đây là do cái yếu tố bên ngoài thôi, là do cái những ông các cụ hồi xưa, người ta nói trồng cây cau khi mà cây cau ươm lên á, chẳng hạn như là cái tàu lá đầu tiên á thì mình quay về hướng mặt trời mọc, hoặc là ví dụ như cây cau như thế này, cây con như thế này nha, thì có hướng mặt trời mọc là bên này thì người ta làm dấu nè, ta gấp lại như thế này, ta gấp lại như thế này để ta làm dấu khi bứng nó đi trồng bất cứ nơi đâu thì cái tàu lá này sẽ quay về cái hướng mặt trời mọc thì nó sẽ không bị như thế này nha mọi người. Và những cây mà như thế này thường là những cây trồng ở bờ ranh, hoặc là những cây mà nó nắng nắng chiều mọi người, nó rọi trực tiếp vào đây thì nó mới bị thôi. Cái này thì không đáng kể mọi người, số lượng rất là ít cho nên là cũng thì số lượng nó ít á, cho nên là cũng không có đáng kể đâu mọi người. Đây không phải là cái bệnh nha, đây là do nắng nó nám thôi. Còn một cái vấn đề nữa đó là mình thấy rất là nhiều cái chỗ mà chia sẻ để cái cách mà trồng cây cau á mọi người. Một cây cau khỏe mạnh như thế này á thì mình thấy người ta chặt bỏ hết cái lá này, người ta chặt hết một nửa 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 này nè, một nửa tàu lá này ta chặt bỏ hết và người ta đem đi trồng. Thì mình không biết ở địa phương người ta như thế nào, hay là cái cách trồng của người ta nó khác mình hay như thế nào, nhưng mà theo mình từ trước tới giờ và những cái gì mình học hỏi được á, đặc biệt là cây cau với cây dừa nha mọi người, khi mà cây cau á mà chặt bỏ tàu, nếu như mà nó khô nè, tự nhiên nó vàng lá và nó khô, nó phân hủy từ từ thì vấn đề đó là bình thường. Chứ còn cây cau vẫn đang xanh lè, vẫn đang khỏe mạnh như này, mình chặt ngang mình bỏ đi thì cây cau đó nó rất là chậm phát triển nha mọi người. Thì mọi người không nên là đem chặt cái lá cau này bỏ đi nha, còn mọi người cứ để nó tự nhiên cho nó vàng, cho nó héo, cho nó cho mà kệ nó. Chứ đừng mọi người khi mà nó khô như thế này rồi á thì mọi người hãy chặt bỏ nè, chứ đừng có đang xanh lè thế này mà mọi người phất ngang hết, mọi người chừa lại một cái đọt nữa, thế thì cái cây cau mình nó rất là chậm phát triển nha mọi người. Thì nội dung ngày hôm nay là xoay quanh chỉ có thế thôi mọi người ạ. Tại vì là sáng giờ mình cũng chuẩn bị đón bão vô, cho nên là những cái cây nó cao cao mà những cái cây to mọi người, mình lo mình đốn mình mé nhánh hết trơn. Thứ nhất là để cho nó tránh bão, và thứ hai để cho nó có ánh sáng vào để mà cây cau mà nó đậu trái á. Chứ nguyên cái khu vực chỗ này của mình là nó rập, là nó cũng ít trái mọi người nha. Và một cái vấn đề nữa là một cây cau á là bao nhiêu lâu thì nó sẽ cho trái. Cái này thì mình cũng đã nói rất là nhiều lần rồi,
cái cây cau tre ở địa phương của mình á thì phải là hơn 4 năm nha mọi người, hơn 4 năm. Nói chung là từ 4 tới 5 năm mới cho trái, thậm chí có những nơi, có những nhà thì phải hơn luôn nha mọi người. Cái đó là mình chia sẻ rất là nhiều video trong cái kênh của mình rồi. Thì hôm nay mình chỉ nhắc lại như thế thôi. Và cây cau tre và cái giống cau tre này nè, nó thời gian nó cho trái nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố nha mọi người. Từ cái cách mình trồng cho tới cái cách mình chăm sóc, và cho tới cái mà gọi là cái địa lý đó mọi người, cho khí hậu đó. Thì khả năng mà nó cho trái sớm và muộn nó còn phụ thuộc vào những cái đó nữa nha mọi người. Chứ còn không thể nói theo cái quê của mình được. Quê của mình là thời tiết khắc nghiệt, cho nên cây cau nó chậm cho trái cũng là điều dễ hiểu nha mọi người. Đây, mọi người thấy đây, đây là một cái trái cau non mà nó dài đây. Loại này là cực dài đó mọi người. Cái kia hồi nãy là không dài bằng cái này nha, nhưng mà cái kia nó rất là sum xê trái nha mọi người. Thì mình chọn cái buồng sum xê đó, mình anh khách anh chọn chứ không phải mình chọn nha. Anh khách anh chọn cái buồng mà sum xê lúc nãy mà nó rụng xuống á, mình quay đó. Thì anh chọn cái buồng đó anh để giống cho ảnh, cho nên là cái buồng lúc nãy đó. Đây, có những cây chỉ vừa hơn 4 năm là nó đã cho trái rồi mọi người. Nè, người ta ra cắt nha. Và những cái trái bói, những cái lưỡi mèo đầu tiên á, thì đa số ở quê của mình, mình không thấy nó đậu và đáng kể bao nhiêu hết trơn nha mọi người. Thường thì nó sẽ sủ hết và nó đậu rất là ít trái nha. Qua mùa thứ hai nó mới bắt đầu nó đậu trái. Và một cây cau mà nó đậu trái mà nó sung sơ nhất là phải, nói chung là cho thu hoạch mà tốt nhất á, là phải 8 năm đổ lên nha mọi người. Thì mình thấy những cái cau như thế thì trái rất là sum xê nha, và triểu trái nha mọi người. Còn những cái cây cau mà mới trổ những mùa đầu thì mình thường mình ít thấy những cái trái cây nào mà nó sum xê đó. Đó là mình chia sẻ thật lòng luôn á. Đó là những cây cau mà không được phân bón, không được chăm sóc. Còn nếu cây cau mà mọi người chăm sóc nó đúng kỹ thuật, đúng bài vở, đúng, nói chung là mọi người có phân bón cho nó thực tế là có phân bón cho nó, thì biết đâu cái những cái mùa đầu tiên thì nó đã sung sức, nó cho ra những cái sum xê ngay từ những cái mùa đầu tiên. Còn như quê mình thì trồng rất là nhiều nhưng mà chăm sóc thì lại không bằng ở những nơi khác. Cái đó là thực tế đó. Quê mình trồng cau rất là nhiều nhưng mà cái chăm sóc phân bón không bằng những nơi khác. Không khi nào xịt thuốc luôn, cái đó là mình khẳng định, không có cái vườn nào mà xịt thuốc sâu nè. Rồi phân bón thì rất là hiếm nha mọi người. Nước non thì lúc có lúc không, nói chung không đầy đủ, cho nên không thể so bì được cái sản lượng được. Cây thì số lượng cây thì rất là nhiều nhưng mà sản lượng của nó thì chưa có đúng như cái mong đợi nha mọi người. Còn cái giống cau tre này mình tin rằng nếu như mà đưa tới một cái vùng khí hậu nó tốt, nó ổn định và mọi người chăm sóc nó theo cái bài bản như những cái clip mình xem thì mình nghĩ cái khả năng, cái năng suất của nó cũng rất là cao nha mọi người. Và đây là một buồng cau mà anh khách anh đã chọn nha mọi người nè. Anh đã chọn để giống cây này cho ảnh nha. Anh đặt cái buồng này nè. Và đây là một cái trái cau non mà lúc nãy mình đã quay cho mọi người. Thì đây là một trái cau non mà nó dài như thế này nha mọi người. Đó, thì cau tre nó cũng có ngắn có dài. Chứ tròn quay luôn thì nó không tròn nha mọi người. Nó có ngắn có dài. Chứ còn tròn thì nó không tròn cái kiểu như là cau ăn trầu ở chợ bán mà nó tròn mà nó to đó, là nó không có mọi người. Cái này là nó dài nè. Nó dài vừa nè. Đây, mọi người thấy chưa? Đó, nó chỉ có như thế này thôi chứ nó không có tròn quay luôn nha mọi người. Đó, cho nên là mình cũng chia sẻ cho những anh em mà quan tâm mà hỏi mình là trái nó dài hay như thế nào. Đây mọi người nhìn chưa, nó có hai loại như thế này, một loại rất là dài và một loại thì dày vừa như thế này mọi người. Chiều dài của nó đó thì thế này là mọi người đã rõ rồi đúng không? Cho nên một buồng cau mọi người, nó sẽ là trong buồng cau nó có những trái nó rất là đồng đều và nó cũng xen kẽ những cái trái này nó nhỏ hơn đó mọi người. Mọi người nhìn nè, như trái này nè nó to hơn trái này nè, mọi người thấy chưa? Thì cái chuyện này là rất bình thường nha mọi người. Và khi mà nó lên cây á, nó lên cây giống á, thì không thể nói là cái cây này nó không tốt bằng cây này nha. Khi nó lên cây á, là do mọi người chăm sóc như thế nào thôi. Nhìn cái cây này nè, cái trái này nó to đây, nhưng mà mọi người chăm sóc, mọi người bỏ phế nó thì làm sao mà cho nó trái nó to và nó triểu trái được đúng không mọi người. Còn như cái này nó nhỏ thôi nhưng mà mọi người, nó khi nó lên cây á,
thì nó vẫn là mọi người chăm sóc thì nó vẫn cho hiệu quả, nó rất là tốt cho mọi người. Cái đó là mình trồng, mình trồng ở khu vườn nhà mình đây nên mình biết cái vấn đề đó nha, chứ không phải cứ chọn cái trái thật là to là sau này nó sẽ là nó sẽ tốt nha. Chủ yếu là cái giống cau nó chuẩn là được nha mọi người. Đó, như thế này mọi người, như thế này nha, chứ cũng không có nên nhỏ, mà nhỏ dạng như nhỏ nhỏ điếc là không được. Nhưng mà nhỏ điếc là cũng không nên lấy. Nhỏ trong cái buồng đó thì ok, nhưng mà điếc thì không nên lấy. Điếc là như thế nào? Điếc là đây mọi người nè, đây. Điếc là như thế này nè. Như thế này gọi là điếc, là đồ bỏ rồi nè, bỏ đi đó. Cho nên cái câu giống á, mọi người mà đặt á, thì mình cũng thích những anh chị nào mà trực tiếp tới vườn đó mọi người. Khi mình cắt xuống là người ta lấy nguyên một buồng vậy đó, là cứ đếm trái và tính tiền như thế thôi. Chứ còn nhiều khi mình gửi đây như thế này nè, mọi người đếm à, sao trái này nó nhỏ, trái này nó to, sao cái đó là bình thường nha mọi người, chứ không thể nào mà nó đồng đều hàng loạt được nha. Câu ở quê hương của mình là như thế này nha mọi người, chứ không thể nào mà đồng đồng loạt hết một một kiểu nữa thì không có nha mọi người. Đó. Thì video đến đây là kết thúc. Mọi người lướt qua cho mình xin một lượt đăng ký kênh nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Những ngày hôm nay là chuẩn bị bão nó vào đó mọi người, cho nên là mình cũng không có tìm câu giống được cho mọi người nha. Mọi người cũng thông cảm nha. Chắc có lẽ là phải qua bão kia mình mới đi tìm lại được nha mọi người. Nhưng mà cũng hy vọng là bão nó quay trở ra ngoài biển Đông gì như những thông tin mà mình đọc trên báo chí á. Chứ còn nó vào thì cũng rất là mệt mỏi với nó đó mọi người. Thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.